Ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai thí điểm học bạ số và xây dựng, khai thác kho học liệu số cấp tiểu học. Trước mắt thực hiện học bạ số với toàn bộ học sinh lớp 1 của thành phố năm học 2023-2024 này. Tháng 6 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thí điểm nhập và khởi tạo học bạ đối với toàn bộ học sinh lớp 1 năm học 2023-2024 với tổng số 132.000 em. Năm học tới, tất cả học sinh lớp 1 sẽ được thực hiện cuốn chiếu ở cấp tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các trường triển khai học bạ số cùng với sổ điểm số, vì sổ điểm số và học bạ số phải đi cùng với nhau thì mới xác thực kết quả học tập của học sinh. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng về phần mềm và các giải pháp để các trường thực hiện học bạ số cho học sinh lớp 1. Thành phố Hồ Chí Minh đã có 2 năm chuẩn bị cho việc bắt đầu thực hiện học bạ số này. Đến nay, tất cả giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã có chữ ký số.